Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt bồn rửa chén thông minh Enic DK3. Quy trình lắp đặt: khung bồn có kích thước 750 x 460 x 220mm. Đo đạc chính xác và cắt khung cắt để đặt bồn rửa chén. Kích thước mặt cắt 710 x 430mm. Bản vẽ thể hiện đường ống cấp nước, nóng lạnh cách nhau 10cm và thoát nước dưới sàn bồn rửa chén DK3. Trường hợp muốn lắp âm bồn rửa chén, mình sẽ mài mặt đá tương ứng với kích thước phủ bì của bồn rửa chén xuống 4mm. Bộ phụ kiện lắp đặt bao gồm bồn rửa chén, bộ điều khiển, thân vòi, dây cướp nước nóng lạnh, khay lưới, khay phụ, thớt gỗ, xịt rửa ly, van điều khiển thoát nước, vòi lọc nước, bộ phễu xả cơ, bộ xì phồng ống xả và nước chữ T. Tiến hành lắp đặt bồn rửa chén. Lắp bộ điều khiển thân vòi vào bồn. Lắp vòi nước lọc. Lắp xịt rửa ly. Vặn ốc cố định. Lắp quản nặng vào dây cấp nước. Lắp van điều khiển thoát nước. Lắp bộ phễu xả cơ. Đặt bồn rửa lên khung. Lưu ý, chỉ bơm silicone ở mặt trên của bồn rửa chén để làm kín nước. Nối dây cấp nước. Kiểm tra hoạt động của các chức năng. Lắp đặt. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng bồn rửa chén thông minh Enic DK3.